Uống gì ạ? Uống gì? Có cái lỗ không ơi. Ca nghe coi. Ca thử coi. Ca biết ca không? Nhiều tuổi nhớ không? Mày thả là dám gượt thiệt không? Ừ. Mày gượt đó. Thương quá trời, thấy đô con người. Chơi con xích bự vậy hả mà? Chạy không bà? Hả là chạy không? Nhiêu tuổi rồi vậy bà? Cái này 41. Con áo trong chuồng 40 mà con áo. Ủa cái anh này là bị bệnh lúc nào mà thấy anh có xăm mình nữa mà. Cái thằng này nó bị bệnh rồi cái nó đi. Khỏe không anh? Khỏe không? Đi đó, người ta gạt, người ta dụ đó. Anh tên gì? Anh đang còn nhắn này. Dạ. Tên gì á? Hả? Bảy hả? Tên Tấn Tài, nói trong giấy á con Tấn Tài. Dạ. Anh nhiêu tuổi rồi? Bảy. Cái cọng gì dưới giò anh biết không? Cái cọng gì dưới giò anh biết không? Xích. Như là thấy thằng này tỉnh hơn kia. Dạ thằng này nó mờ, thằng này mờ, thằng này chừng 5, 6, 5, 4 hà. Dạ. Nó còn tỉnh hơn thằng kia. Dạ. Chắc bây giờ cái anh trong chuồng mình nặng thế bà. Ông này hồi đau hồi 18 tuổi, 18 năm nay là 40 tuổi đó. Hồi 18 tuổi tới giờ ha. Dạ. Anh với cái người trong lọc sắt đó là ai, ai anh hay em? Cái này bị từ nhỏ hay là sao bà? Cái này nó 18 tuổi nó bệnh tâm thần rồi câm điếc hồi còn nhỏ. Bị câm điếc luôn ha. Dạ câm điếc luôn rồi nó đâu biết gì đâu. Như có phát sốt hay là gì không hay là tự nhiên bị thôi? Dạ nó hồi đó nó cũng sốt. Dạ nó sốt cái nó giật. Nó giật rồi cái bệnh viện Long Xuyên đó. Chị hết giật rồi cái người ta đưa qua bên tâm thần luôn. Dạ. Dạ. Rồi chị tâm thần đâu cũng 4-5 tháng rồi cái ta đưa về cái thấy nó không ổn. Không ổn cái rồi đưa ra tới mà Biên Hòa mấy 3 năm. Dạ, 3 năm rồi. Nói chuyện không được hả cô? Dạ không. Dạ. Chú biết không, nó nói vậy là hồi đó nó ở vậy là có sợi xích chuyền hai giò nó lỡ trơn hai giò nó vậy đó. Rồi cái cô ở rừng xóm đó nó cổ mới là cũng mới cho cái chuồng này là 3 triệu mà năm nay cũng 7-8 năm gì rồi đó. Dạ. Dạ. Cô được mấy người con cô? Dạ 8 người mà. Hai người này là hai người này. Người này thứ 7, người này thứ 8. Dạ. Dạ còn hiện tại giờ là cô ở đây với ai? Với nhỏ thứ 5 nó đi làm công ty rồi. Dạ. Người ta có vợ có chồng ta ra riêng hết rồi, người ta lo bổn phận người ta chứ ta đâu có lo cho mình được. Còn ba của hai này còn mất lâu rồi. Dạ. Vậy là trong gia đình này là 3 người. Dạ. Cô với 4 người. Dạ. Dạ. Cái anh này hả có chạy gượt người ta không mà? Dạ. Hả ra đi gượt người ta không? Trời ơi, ông nó chạy cho mình gượt chứ sao không gượt. Gượt người ta hả? Dạ. Như nó đâm. Hay cái tướng anh nhìn cái mặt anh quá trời dữ. Dạ. Dữ lắm. Cô biết ha, nó gượt tôi nghe như dắt bằng cái búa không đó. Dắt búa hả? Dạ, kỳ đó nó gượt nó còn ở ngoài đó. Nó vụt cái chuồng ra cái nó gượt tôi, nó xách cái búa chà bá gượt tôi chạy vô, đâu có dám chạy vô nhà ai đâu. Dạ tuốt vô trong dân phòng ấp, thêm như lọt vô dân phòng ấp cái trốn hả? Trốn trọng rồi cái chú trong ấp đó, chú đóng cửa lại. Khỏe không anh? Khỏe không? Khỏe không? Gì là... Nói chuyện tôi không nghe rõ. Anh không nói chuyện được luôn hả? Dạ câm điếc nhỏ, dạ câm điếc rồi nhỏ đó. Điếc luôn hả cô? Điếc luôn rồi câm luôn á. Ủa cái lỗ hở này nè là do bẻ hả bà? Dạ, bẻ, tự bẻ nè. Tự bẻ đang đi. Mình nhốt cái lồng bao nhiêu năm rồi cô? Cái lồng này chắc cũng 8 năm rồi. Mà còn sợ dây xích xiền đâu cũng 10 năm rồi. Dạ. Dạ sợ rồi xích xiền rồi anh vệ sinh ở đây làm sao bà? Dạ.
tự ảnh để đi tiểu đái đậu đây luôn. Dạ đi tiểu đái thì ra đó, đi cầu ảnh thì trong bọc đưa ra cho tôi dục. Tự đi được ha. Dạ. Là biết sạch dơ hả cô? Dạ biết sạch dơ. Dạ. Dạ. Sạch lắm. Hồi còn ở dưới này nè, nhan tôi thấy nhan dơ dữ dằn luôn, ai chạy đi qua lại nó thấy nó ghê vậy đó. Cái này rồi, là ca hay là ảnh nhiêu tuổi rồi con? Nay 40 rồi. 40 dạ. Ngày hôm qua, ngày hôm qua nó ra nó quậy dữ dằn, nó toàn quay nó ra quá chừng ra ở trần ở chuồng luôn. Này, nó tháo luôn. Sữa hả? Dạ. Uống sữa hả? Uống sữa, uống trà đá, cà phê đá. Nhà pha rồi cháu nó mua cho bọc nữa. Như là một cái lồng sắt lớn. Dạ. Dạ. Nhốt là giống như chuồng lợn. Dạ, tự mở không? Trời ơi, nó mở đó. Nó mở ra, nó đút cái đầu nó ra, rồi nghiêng qua nghiêng lại, đâu có được. Thành ra nó là vậy đó. Dạ. Trong số đó thì có hai người tâm thần. Nhà mình có ruộng đất gì không cô? Dạ không. Không hả cô? Dạ. Tự rồi. Tôi không có ruộng đất gì trơn, có cái nền nhà này không. Có cái chị thứ năm là ở đây nó nuôi ảnh mà bị cầm bị điếc luôn hả mọi người. Nó đi làm công ty mới đi thì nè, công ty thứ năm mà có gia đình hết rồi. Không, không có gia đình. Chưa có gia đình luôn. Gái dạ. Hôm nay nó 46 tuổi thì nó cũng khờ khờ. Khờ khờ hả? À, nó cũng không có gia đình luôn. Không. Mà nó nói chuyện chú thấy là nó chú biết nó bệnh rồi. Dạ. Tại vì mày nó còn đi làm chạy được, cơ. Còn biết dạ. Ba người dạ. Gia đình là ba người con, ba người con mà dạ. Con kia thì nó còn đi làm ăn được. Cái nó biết ảnh gần giống tiếng cọp ghê luôn á. Dạ. Dạ. Đi ghen cọp hả? Giống y như là tiếng của nó con cọp như thế này. Dạ. Nhưng mà tôi không biết cho nên là ảnh không thể nói chuyện được luôn. Ví dụ như gặp phụ nữ đồ lại có chọc ghẹo gì không? Dạ không. Không chọc đai sao. Ủa cái đầu của ảnh bị gì nó, một đường té, dữ con. Nó té hồi ở dưới này là nó té dữ lắm luôn. Trời té ơi hả? Nó té máu nha dữ dằn. Bị mà mình đốt rồi mình kê gạch lên trên nó tấn cái chuồng cho nó đừng có đi ra được đó. Nó té ông mẹ cơ nó đập đầu nó hen mai 6-7 mũi. Cái này là mình chuẩn bị cơm hả con? Không có, nó ăn sáng vậy nó bỏ nè mà tôi chưa dẹp được đó, mất dạ. Mần dẹp tiếp cái nhà với nó không có dẹp được. Cơm đi anh, cơm. Không, cái này nó chê rồi, nó không ăn, nó bỏ rồi là nó không ăn. Chọn cơm khác. Dạ, ăn cơm khác. Dạ. Chứ nó không ăn. Cái bụng nó là cái bụng nó bự đó. Mặt anh này nhìn dữ hơn mặt anh đó, anh đó nhìn hiền hơn. Phải nhốt trong cái chuồng dạ. Anh kia mà hiền. Anh này nó hiền. Dạ. Anh bên đây thì chơi nguyên cộng cái xích chào bá hả mọi người? Lắm luôn, trời ơi chú Toàn, chú cho được cái tiền cất này lên nó được nha. Tôi mừng mà tôi không ăn mấy ngày trời. Dạ, mừng dữ lắm luôn, bị gì nó nằm dưới đất nó quá chừng dơ. Anh có vợ chưa? Ở trên này nó lột, mưa xuống nó ướt nhẹp hết trơn rồi đó. Dạ, ở đây xã Bình Thành, ấp Bình An. Ông tiền cứ Bình Thành, tiền cứ Bình An. Chịu cứ vợ ông làm cho. Dạ. Bình An xã Bình Thành. Dạ. Của huyện Lấp Vò. Dạ. 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 Rồi hàng ngày là cái công việc chính của cô là cô có làm gì? Trời ơi, tôi già rồi tôi đâu có đi làm gì được đâu, rồi hai cái giò nó bị khớp nữa. Cái đi cái cộng dây xích anh buộc là mắc cái xiên là gì hả mọi người? Rồi thêm nó nhức đi không nổi. Rồi nhỏ con gái đó nó làm tháng nào ăn tháng nấy hả? Dạ. Dạ. Có nghĩa là bây giờ cô chỉ ở nhà để chăm sóc hai người này mà còn muốn điên với nó nữa. Dạ. Nó có bữa thì ăn cơm được với nó, có bữa không ăn được là thôi vậy hả? Dạ. Ăn gì được mà ăn. Nhiêu tuổi nữa hả? Không hai. Dạ. Ảnh còn nói chuyện được. Dạ nói chuyện được. Dạ, dạ nó còn biết. Dạ nó đỡ hơn mấy này. Anh này mình mở dây ra là anh phải đi hay gì cô? Dạ, đi lắm. Đi mình dạ không có ấy nó được. Nhưng mà mặt hiền ha. Dạ, thằng này nó hiền hơn thằng trong. Tỉnh á, hằng ngày tỉnh á, nhốt lại nó tỉnh á. Vậy là theo thời tiết á, trời nắng là lúc mà ảnh lên cơn ảnh làm gì cô? Ông quậy nó la lắm. La ha. Dạ.
nó thằng này hả, nó quậy hay nó chửi tôi còn hơn là giống gì nữa. Chửi luôn ha. Dạ. Còn cái anh này có chửi không? Thằng này thì chửi không được, nó la nó hét. Nó hét mà không kịp với nó mà nó la nó hét. Cái xô này là đùng 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 đùng. Xô luôn ha. Dạ. Bởi vì sợ nó quá dần sợ đi rồi bữa đó chú toàn chú đâu cũng lên đâu 3-4 tiếng vậy. Dạ. Dạ. Dạ, chú quay lên cho nó. Chịu không? Chịu không? Ừ. Chịu không? Hay là ở nhà? Chịu không? Hả? Ở nhà. Ừ. Vậy kêu kêu má thả ra đi. Con ở đâu làm lại? Phải rồi đó. Dạ. Nước lướng. Rồi cái này mình làm sao hấp tóc cho anh được rồi con? Dạ, mà tôi lấy kéo đó, nó đưa cái đầu ra cái tôi hớp. Dạ, rồi cái bữa hôm cái chú quay phim đó, chú đem đồ hấp tóc lại chú hớp, bị tôi hớp sạc cạnh. Rồi chú đem lại chú hớp ra, hôm nay thấy nó đỡ vậy đó. Cho tôi hớp mà. Cạo râu luôn không con? Cạo râu, tự cạo luôn. Tự cạo hả? Dạ. Mới cạo râu đâu bao bữa gài với chú đó, chú lại chú quay nó cạo bóng trận bữa nay bớt đó, nay mới ra đó. Dạ. Trời mưa gió nó có tạt gì không? Dạ bữa nay hết tạt rồi, cho bữa hổm kìa ở dưới này nè tạt ướt hết trơn, nó chỉ ở dưới mới lót gạch đó. Mới lót gạch ngày hôm qua rồi mới rồi đó. Tối rồi ngủ có dằn mùng không cô? Dạ dằn, không dằn mũi lắm. Tự đánh chăng ha? Dạ. Thôi để nó đem vô trong đi, ở đây nó dơ lắm. Nay mát rồi mà. Thôi ở đây hai thằng cũng được, để cho nó đi vô trọng, nó đi cầu, đi kỳ, đi tiểu đồ, nó dễ thôi. Bây giờ trong trọng cũng có một chỗ để mình chống ngoài đây luôn hả bạn? Dạ không, nó ở trọng. Riêng. Anh này bình thường không? Dạ. Sao cái phá cái gì phá bự dữ bà? Nhưng mà không có phải ở trong cái sao mà phá chứ không dạ không ở ngoài nó ở ngoài dạ, dạ. Dạ. Chai cái giò luôn rồi ok thấy vậy chứ hả đau lắm á dạ mà không không dám thở thì cái chân vậy anh có cảm giác đau không nó lỏng á thì không? Nó tuột rồi tuột hết trơn rồi lỏng thì nó tuột mà chặt vậy thì nó đau mày kệ mẹ cho nó đau đi để nó tuột cái làm sao bắt nó lại. Nhưng mà như vậy nó không có tuột bên đâu. Hai ơi, sao quá sát à? Sát quá. Bữa nay cái giò quá bự rồi. Giò sưng bị sưng quá. Có chìa khóa trong đó này, chìa khóa trong chùm chìa khóa đó đó. À. Rồi mấy đứa con tại anh đi chứ anh không đi thì bà cô ở xa, ở xa không mà chứ không có gặp. Nhưng mà anh đi là phải buộc lại. Rồi chồng cái này chưa tới cơn đó, tới cơn chạy xong. Ông chết năm nay 16 năm rồi. Mệt lắm đó. Dạ. Dạ, đó bình thường đâu biết được đâu. Thằng này nó đau rồi ổng còn nó ổng nuôi tiếp rồi tới ngày ổng chết bên tôi không ổng chết dạ. Cái này là sinh ra là bị bẩm sinh luôn không con? Dạ bẩm sinh luôn. Ông... Nãy bà bỏ nó đây mà vô bà kiếm cái chùm khác. Trời đi rút đi mà ơi, để nó đi. Đây là cái chuồng cọp ha mọi người, cái chuồng cọp nhất cái ông này trong đây ha, thì hai anh em là bị khùng hết. Một anh thì xiềng dây xích trên cái giò bành kia ha, còn một anh thì nhốt trong cái chuồng cọp. Mày tắt vô tiếng cho tao giận họng mày bây giờ đó. Tao có khách mày đi làm vậy hả? Chùm nó ra tí ơi, đi ăn cột vô chùm nó đó. Một người rất là hiền, khuôn mặt rất là hiền, còn một người thì khuôn mặt rất là hiền. Ở ra cho phỏng lỏng rồi. Không có ở được rồi nè. Phải cái kia đó nha. Nói đủ thứ kìa trơn trong đó một chùm. Chìa này, cái chùm này bị xét nè. Nó quá lâu rồi nó xét. Hai anh em bị tắm một rửa nước nhốt không thì buộc cái mọi người. Nới ra một mắt đó ha. Nới ra một mắt là nó tuột đó. Cởi nó đi tí ơi. Nó nè nó xiết cái giò nè, chung phù chân rồi nè. Mở lỏng một chút. Nói chung thôi giờ mình mở ra một mắt nữa được không? Mình nới ra một mắt nữa là được. Cái này
này nó quá xiết rồi. Bị mà nó bị xét. Bị nó xét rồi một chùm nó đó đó. Thấy ở dưới chân nó phù rồi. Dạ. Nó bị sưng rồi đục máu. Dạ. Có mấy đổ chân. Dạ đổ chân nó đi. Người đó ăn không? Dạ. Em anh áo trắng là anh rồi. Dạ áo trắng anh. Áo trắng là anh. Ừ. Áo xanh là em. Dạ. Yeah. Chịu không? Bị xét rồi, bị xét rồi. Dạ, vì nó tắm quá bị xét rồi. À. Chịu liền nữa. Cái đầu ngoài á, cái ngoài. Chịu với vợ không? Chịu với vợ là mai cho. Chịu không? Ba cô này, chịu cô nào? ba cô ở sau lưng này chịu không? Không được. Không có mối hết nè. Bị cái đó bị xét rồi con ơi, mở không được. Nhiều khi xét rồi đó. Bị xét rồi chứ của nó không à. Dạ, cởi nó dạ, đi để. Mình đổ miếng nhớt anh. Nhớt á.